Bạn hôm nay mình có một cái Humley Reserve của Bioneer, có thể nói đây là dòng rất là cao. Hôm trước mình đã giới thiệu bạn SX626 535 727, nhưng mà con này nó cao hơn, con này là 828 lận. Con này thì đời rất là lớn, nặng hơn, gấu hơn con mấy con đời trước. Bạn nào xem video của Nguyên Hùng Audio hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nhé, và bấm vào cái chuông thì khi nào mà mình có video mới thì nó sẽ báo về điện thoại các bạn. Con SX828 này là một cái phiên bản được ra đời vào khoảng những năm 1974 với size chiều ngang rất là lớn, 48.5, chiều sâu là 37.5, và nó cao tính từ chân đế luôn là 16, rất là cao. Con này nó rất là dài, nó tính độ dài nó là 16. Mặt phay nhôm vỏ gỗ, các bạn lưu ý của nó là mặt vỏ gỗ lạng chứ không phải là ván ép, không phải là simile nhé. Những cái con mà 626, 737, 636 thì là simile, còn 737 thì mình không nhớ. Đèn đồng hồ nó màu xanh. Chúng ta để chế độ nghe nhạc thì hai cái đèn mà của radio nó không sáng, chúng ta sẽ bật qua để mình coi xem. Đó, bật qua cái này thì nó sáng lên hai đèn này, rất là đẹp. Radio này rất là nét luôn. Con này thì nó có cái mặt phải nhôm, mặt kính, thì dòng radio thì nó thưa luôn có mặt kính rồi, và vỏ gỗ nó bao trùm hết, nhìn nó rất là sang. Có thể nói nó không có khủng long to như những cái con SX950 hoặc là 1010, nhưng mà về cái chất âm mình thử thì rất là tuyệt vời, nó không thua cái dòng 950 bao nhiêu, nhưng mà mức giá nó rẻ hơn nhiều. Mức giá con này thì hiện tại thì mình đang bán là 10.500.000, rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn thử một đoạn nhạc nhé. Mình sẽ bật qua kênh AUX. Mình chưa bật đầu đĩa, các bạn đợi một chút nhé. Nè người cha
biết mình. Rồi thì mình đã test sơ qua cho các bạn nghe, thì con này tiếng rất là lực, thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm nhé. Bữa nào mình sẽ test với rất là nhiều loa cổ, loa 3 4 tắc lực. Thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.